một La Mã, tôn vinh ba ngôi, bước khởi đầu do Thiên Chúa. Tông huấn đời Thánh Hiến số 17. Việc chiêm ngắm vinh quang Chúa Giêsu trong bức chân dung biến hình tỏ lộ trước tiên với những người thánh hiến cho Chúa Cha, đấng tạo thành và ban phát mọi ân lành, đấng nôi kéo về mình từng tạo vật bằng một tình yêu đặc biệt, nhằm một sứ mệnh đặc biệt. Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đáp trả lời mời gọi này và được nuôi kéo từ bên trong, kẻ được gọi tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa là đấng muốn kẻ đó chỉ phụng sự một mình người và thánh hiến trọn vẹn cho người và cho chương trình cứu rỗi của người. Đó là ý nghĩa ơn gọi sống đời thánh hiến, bước khởi đầu hoàn toàn do Chúa Cha, là đấng yêu cầu những kẻ mà người kén chọn đáp trả bằng việc dâng hiến trọn vẹn và tuyệt đối. Cảm nghiệm về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đạt đến mức sâu xa và mãnh liệt đến nỗi người được thánh hiến hiểu rằng mình phải đáp trả bằng dâng hiến vô điều kiện đời mình, thánh hiến tất cả trong tay Chúa vào lúc này đây và mãi mãi về sau. Chính vì lẽ đó mà theo Thánh Tô-ma, ta có thể hiểu căn tính của người được thánh hiến. Từ hiến lễ toàn vẹn có thể so sánh với một hiến tế đích thực. Bước theo chân Chúa Kitô. Tông huấn đời Thánh Hiến số 18. Chúa Con, đường dẫn đến Chúa Cha, mời gọi tất cả những ai mà Chúa Cha giao phó cho người tiếp bước theo người, điều đó hướng dẫn cuộc đời của họ. Thế nhưng đối với một số người, đặc biệt những người được thánh hiến, Chúa Con đòi buộc một sự dấn thân trọn vẹn, bao gồm việc từ bỏ mọi sự để sống thân mật với người và theo người bất cứ nơi nào người đến. Trong cái nhìn của Chúa Giêsu, hình ảnh Thiên Chúa vô hình, vẻ huy hoàng của vinh quang Chúa Cha, ta sẽ thấy được sự sâu thẳm của tình yêu hằng hữu vô biên vươn đến tận gốc rễ của con người. Ai mà để Chúa chiếm đoạt rồi thì chỉ có thể từ bỏ tất cả mà theo người. Như Thánh Phaolô, kẻ đã được coi mọi sự còn là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu Kitô, sẽ vì người mà không ngần ngại coi tất cả như đồ bỏ để được Chúa Kitô. Họ khát khao đồng hóa với người, có cùng những tâm tình và cùng nếp sống của người. Cách thức từ bỏ tất cả và tiếp bước theo Chúa tạo thành một đường lối có giá trị cho tất cả những ai được Chúa gọi qua mọi thời đại. Các lời khuyên phúc âm, nhờ đó Chúa Kitô mời gọi một số người chia sẻ kinh nghiệm làm người khiết trinh, khó nghèo và vâng phục, đòi buộc và bộc lộ nơi kẻ nào chấp nhận những lời khuyên đó, niềm ao ước cụ thể được hoàn toàn biến đổi với Chúa. Sống trong sự vâng phục, không có gì làm của riêng, và trong sự khiết tịnh, những người được Thánh Hiến tuyên xưng Chúa Giêsu là mẫu gương, nơi mà mọi nhân đức đều đạt tới mức độ hoàn hảo. Nếp sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, quả thật xem ra như là cách triệt để sống tin mừng trên trái đất này. Một cách sống có thể nói là thần linh, bởi vì con người Thiên Chúa đã sống như thế để biểu lộ mối tương quan của con duy nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đó là lý do, theo đấy, trong truyền thống Kitô giáo, người ta luôn nói đến mục tiêu tuyệt vời của đời thánh hiến. Hơn nữa, ta không thể chối rằng việc thực thi các lời khuyên cũng là một cách thức hết sức sâu xa và phong phú dự phần vào sứ mệnh của Chúa Kitô, theo gương của Đức Maria ở Nazareth, người môn đệ đầu tiên chấp nhận hiến thân trọn vẹn để phục vụ chương trình của Thiên Chúa. Tất cả mọi sứ mệnh đều bắt đầu từ thái độ của Đức Maria vào lúc truyền tin. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần.
trong Chúa Thánh Thần, được thánh hiến bởi Chúa Thánh Thần. Tông huấn đời thánh hiến số 19. Một đám mây sáng ngời bao phủ các ông, một cách chú giải huyền bí và xúc tích về việc biến hình nhìn thấy trong đám mây này hình ảnh của Chúa Thánh Thần. Cũng giống như cả cuộc sống Kitô giáo, lời mời gọi sống đời thánh hiến có liên quan mật thiết với tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là đấng trải qua hàng ngàn năm luôn luôn thúc giục nhiều con người mới cảm nhận sức hấp dẫn của việc chọn lựa khắc nghiệt như thế. Dưới tác động của người, dường như họ sống lại kinh nghiệm của tiên tri Jeremiah. Chúa ơi, Ngài đã quyến rũ tôi, và quả thực tôi bị quyến rũ. Chính Chúa Thánh Thần là đấng khơi dậy niềm khát vọng đáp trả trọn vẹn. Chính Người dõi theo niềm khát vọng tăng trưởng, dẫn đến kết cuộc bằng câu trả lời tích cực và tiếp tục giúp đỡ trung thành thực hiện. Chính Người giáo hóa và rèn luyện tâm trí của những kẻ được gọi, biến đổi họ nên giống Chúa Kitô khiết trinh, khó nghèo và vâng phục, đồng thời thúc giục họ nhận lấy sứ mệnh của Chúa Kitô, trong khi để Chúa Thánh Thần dẫn dắt mình tiến mãi trên đường tinh luyện. Những kẻ được gọi, ngày qua ngày, trở nên những con người được đồng hóa với Chúa Kitô, kéo dài trong lịch sử sự hiện diện đặc biệt của Chúa Phục Sinh. Bằng một trực giác sâu sắc, các giáo phụ đã đánh giá linh đạo này là mỹ cảm, yêu thích vẻ đẹp thần linh, là hào quang lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Con người được quyền năng Chúa Thánh Thần từ từ dẫn đến sự đồng hóa hoàn toàn với Chúa Kitô sẽ phản ánh nơi mình một tia sáng kỳ diệu. Nhờ đó, trong cuộc hành trình trên dương thế, con người ấy sẽ tiến đến nguồn mạch vô tận. Như thế, đời thánh hiến trở nên một cách diễn tả đặc biệt hùng hồn về giáo hội hiền thê, được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, tái tạo nơi mình những phẩm tính của Đức Lang Quân và xuất hiện trước Đức Lang Quân xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Chính Chúa Thánh Thần, thay vì đem những kẻ được Chúa Cha mời gọi ra khỏi dòng đời, lại để họ phục vụ các người anh em theo những phương thức riêng cho từng bậc sống, đồng thời thúc giục họ hoàn thành nhiều sứ mệnh đặc biệt, phù hợp với những nhu cầu của giáo hội và trần thế. Nhờ những ân sủng riêng biệt của nhiều hội dòng khác nhau, đó là nguồn gốc của nhiều cách sống đời thánh hiến. Nhờ đó giáo hội được trang điểm bằng những ân ban khác nhau, từ những con cái của mình như tân nương trang điểm để đón tân lang, và nhờ đó giáo hội được trang bị nhiều phương tiện khác nhau để hoàn thành sứ mệnh của mình trên trần gian.